vào ngày 9 tháng 11, hai hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ và BioNTech của Đức công bố dữ liệu cho thấy loại vaccine COVID-19 mà cả hai cùng hợp tác nghiên cứu trong giai đoạn thứ ba đã cho thấy mức độ ngăn ngừa nhiễm COVID-19 đạt đến 90%. Có hơn 40.000 người từ 6 nước như Mỹ, Đức, Brazil, Argentina, Nam Phi và Thổ Nhĩ Kỳ tình nguyện tham gia chương trình thử nghiệm. Mỗi một tình nguyện viên buộc phải tiêm vaccine hai lần. Sau 28 ngày tiêm vaccine đợt đầu tiên, sẽ tiếp tục tiêm đợt thứ hai. 7 ngày sau đó, thuốc bắt đầu có tác dụng phòng ngừa. Qua phân tích, sơ bộ cho thấy, hiệu quả ngăn ngừa của loại vaccine này đạt đến 90%. Giá cổ phiếu của hãng dược Pfizer trong ngày 9 tháng 11 đã tăng hơn 15%, cũng khiến cho thị trường cổ phiếu Mỹ vào cuối ngày đã tăng hơn 834 điểm, lập kỷ lục cao nhất trong năm tháng này. Hãng dược Pfizer tuyên bố trước cuối tháng 11 sẽ thuyết phục đương cục Mỹ khẩn cấp phê chuẩn cho phép sử dụng trên thị trường. Hiện nay, trên toàn cầu có hơn 200 loại vaccine đang được chờ thử nghiệm, trong đó có 12 loại đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng lần thứ ba. Một số chuyên gia cho rằng các dữ liệu do Pfizer và BioNTech công bố chỉ là kết quả sơ bộ Điều quan trọng là hiệu quả ngăn ngừa, duy trì được bao lâu thì vẫn chưa có câu trả lời. Ngày 9 tháng 11, Đại hội đồng Y tế Thế giới đã tái khởi động chương trình nghị sự thông qua phương thức họp trực tuyến. Đề án mời Đài Loan với tư cách là quan sát viên tham gia WSA do 14 nước ban giao của Đài Loan đề xuất do phải thông qua thẩm duyệt của Ủy ban các vấn đề công cộng sau khi được thông qua mới chuyển đến Hội nghị Đại hội đồng Y tế Thế giới xét duyệt.

không thể để yếu tố chính trị ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng, đại diện hai nước ban giao của Đài Loan là Honduras và quần đảo Mạc sau đã lên tiếng ủng hộ Đài Loan tham dự WSA. Thế nhưng đại diện của Trung Quốc và Pakistan lại nhấn mạnh Đài Loan muốn tham dự tổ chức quốc tế nên tuân thủ nguyên tắc một nước Trung Quốc. Thủ tướng Tô Trinh Sương cho biết Trung Quốc đã dùng nhân tố chính trị để ngăn cản Đài Loan. Điều này chỉ khiến cho ngày càng có nhiều người dân và nhiều nước trên thế giới lên tiếng khiển trách hành vi này của họ. Bộ Ngoại giao, ngoài việc cảm ơn các nước ban giao, cũng bày tỏ ý đáng tiếc trước việc làm của Trung Quốc. Thượng nghị sĩ Mỹ Ted Yoho đã viết trên Twitter nhấn mạnh, Đài Loan không thể vắng mặt trong trận chiến với COVID-19. Sau khi cơn bão số 21 mang tên Itao được hình thành, thì luồng áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông Philippines cũng đã tăng cường trở thành bão số 22 có tên Vamco mặc dù không gây ảnh hưởng đến Đài Loan, nhưng vẫn mang đến các cơn mưa rào cho đảo quốc này. Cục dự báo khí tượng cho biết, bão nhẹ Vam Kho hiện đang ở trên biển phía đông nam mũi Nga Loan, sau này sẽ đi ngang qua Philippines đi vào biển đông. Lúc ấy hơi nước do bão mang đến cũng có thể sẽ ảnh hưởng đến Đài Loan. Hiện vẫn đang tiếp tục theo dõi, cục dự báo khí tượng cũng nhấn mạnh, liên tục hình thành hai cơn bão là hiện tượng bình thường và tổng số lượng bão cũng gần đạt đến giá trị bình quân trong năm. Thị trưởng thành phố Đài Trung Lưu Tú Yến tuyên bố, bắt đầu từ ngày 16 tháng 11 sẽ cho thử nghiệm tuyến xe điện metro, ngày 19 tháng 12 chính thức đưa vào vận hành kinh doanh. Cục trưởng cục giao thông thành phố Đài Trung cho biết, từ ngày 16 tháng 11 cho đến ngày 19 tháng 12 Người dân có thể sử dụng vé điện tử để được miễn phí đáp xe điện metro tuyến màu xanh. Ngoài việc đề xuất các quy định liên quan khi đi xe điện metro, cũng sẽ tiến hành các thử nghiệm về áp lực vận chuyển. Tuyến xe điện màu xanh ở thành phố Đài Trung từ lúc khởi công cho đến đưa vào thử nghiệm mất một thời gian là 11 năm với 3 nhiệm kỳ thị trưởng, tổng chiều dài là 16,71 cây số, toàn tuyến có 18 trạm, trạm khởi hành là trạm Bắc Đồn, trạm cuối cùng là trạm xe lửa cao tốc Đài Trung nhằm phối hợp với việc thông xe tuyến metro đại trung cục giao thông thành phố đại trung đã điều chỉnh tuyến xe buýt công cộng